sánh. Giữa chân anh xăm hai con kỳ lân, sau lưng anh còn xăm nàng tiên ca đang tắm ở cồn. Lúc đấy đừng gọi thì sao cơ. Ngày trong túi toàn giấy, pop pop champagne. Ngày nào với anh cũng là party ấy. Anh nhìn vào cần trọng em ơi đừng đùa. Nhà như thế giới không phải chớ đừng mua. Mềm chưa biết anh mong tụi em đừng hùa. I'm sure gonna back for sure. Beautiful, but this one is beautiful with me, handsome.